sẽ tiến hành làm món nấm đúc lò với rau củ. Cách đây khoảng vài ngày thì Nga được ăn cái món này và Nga rất thích. Và bây giờ Nga sẽ tiến hành, đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị là mình sẽ có cải thìa. Thì cải thìa này mình khoảng chừng 4 cây thôi, cải thìa. Kế tiếp là củ cà rốt ha. Rồi kế tiếp nữa là mình sẽ có một cây tàu hũ. Đây, cây tàu hũ và nấm kim châm. Rồi nấm bào ngư, nấm đùi gà, nấm bào ngư và bắp. Cái số lượng này không phải là mình làm hết mà mình chỉ làm một phần của cái số lượng này thôi để đủ khẩu phần ăn của nhà mình thôi. Và mình sẽ tiến hành làm món nấm đúc lò. Và mình cần có một miếng mè nữa, một chút xíu sả, ớt. Và khi mà làm món nấm đúc lò, tất nhiên mình sẽ bỏ nó vô lò nướng. Và mình phải chuẩn bị là một cái cây phôi mà để bọc nó chung quanh bằng nhôm ha. Rồi sau đó mình sẽ nêm tất cả các gia vị và mình bỏ cái đó, những cái thành phần đó vào cái miếng nhôm này mình bọc lại, rồi mình bỏ vô cái lò để mà mình nướng. Bây giờ Nga sẽ tiến hành đi rửa các loại rau củ quả và nấm. Rồi mình sẽ tiến hành trộn các thành phần này lại với nhau và thêm gia vị vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hiện tại thì Nga đã chuẩn bị rồi. Bây giờ Nga đã chuẩn bị nấm, Nga đã rửa sạch hết. Nào nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm kim châm, ha, tàu hũ là mình sẽ cắt. Rồi rau củ quả thì mình cũng đã rửa và mình cũng sẽ cắt và trộn các rau củ quả này vô. Kế tiếp là bắp, Nga cũng đã gỡ ra rồi. Đây, bắp Nga cũng đã gỡ tách hạt ra và Nga bắt đầu tiến hành khâu ướp các nguyên vật liệu vào. Đối với cải thìa thì mình sẽ mua cây nhỏ thôi, không có cần lấy loại lớn. Tại vì mình rửa nguyên cái, mình để nguyên một cái cây này vô thì khi mà nướng nó sẽ co lại thì nó vừa. Khi mà mình gấp lên mình ăn thì nó dễ dàng hơn, mình khỏi phải cắt nữa. Và đây, Nga đã bắt đầu đã chuẩn bị bắp một trái, Nga ta tách hạt ra. Rồi Nga bỏ vô thau. Kế tiếp đó là mình sẽ cắt nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm kim châm, nấm đùi gà, rồi nấm linh chi. Nếu mà các anh chị thích thì có thể mua thêm. Thì mình cũng rửa sơ, mình cũng rửa qua cho nó sạch sẽ, rồi mình cũng cắt. Riêng nấm kim châm thì ngay chỉ cắt cái phần đuôi này thôi, để cho nó cái phần gốc của nó ra thôi, chứ mình không có cắt và tách ra. Tại vì khi mà tách ra thì nấm này nó bị rửa ra hết, và có thể mình rửa, khi mà mình rửa thì nó sẽ trôi đi. Và mình để nguyên bớt như vậy, mình bỏ vô mà mình nướng trong cái vỉ phôi luôn á, thì nó sẽ mềm và chín, nó ngon hơn. Rồi, và rau củ quả thì Nga cũng chuẩn bị rồi. Đây, rau củ quả Nga cũng đã chuẩn bị cải thìa rửa sạch và để nguyên luôn. Đối với những cái cải thìa mà bé thì mình không có cần phải cắt nhỏ, mình để nguyên cây. Tại vì khi mà nướng thì nó sẽ teo lại và nó vừa, khi mà mình ăn nó vừa tầm luôn, mình gấp luôn nguyên một cây mình ăn. Còn cà rốt thì mình cũng bào mỏng hoặc là cắt mỏng rồi mình bỏ vô trong hỗn hợp và mình trộn luôn. Và bây giờ Nga sẽ tiến hành khâu trộn những cái thành phần này lại, rồi Nga sẽ xếp vào phôi và bắt đầu mình nướng. Trước tiên hết thì Nga bỏ bắp vào trong thau ha. Kế tiếp á, thì mình sẽ cho gia vị vô đi. Mình cho một tí xíu sả thôi ha. Mình chỉ thích cho một chút, tại vì cho mình cho tạo cái mùi thơm thôi, không có gì hết cả. Thật sự ra là rau củ quả này mình không bỏ sả được, nhưng mà mình hôm bữa trước Nga ăn thì người ta không có bỏ, nhưng mà mình thích mình bỏ vô cho nó khi mà mình nướng tạo mùi thơm. Và mình cho 1-2 muỗng mè trắng vào trong đây.
Ở đây là Nga nói là mình nấu món chay, có nghĩa là món về rau củ quả. Còn cái đối với những anh chị nào mà ăn chay thì những cái thành phần nào mà không cần bỏ, hay là trong những người mà ăn chay người ta cấm kỵ, người ta không nên ăn gì đó, thì cái đó là tùy cái anh chị sẽ không có bỏ những thành phần đó. Riêng mình ở đây có nghĩa là mình ăn chay, có nghĩa là mình ăn chủ yếu là rau củ quả là chính để cho nó ngon. Nhưng mà lúc mà Nga làm thì Nga thích thì Nga sẽ bỏ thêm trứng vào để mà Nga nướng cho nó hấp dẫn hơn. Đó có nghĩa là cái này mình sẽ không phải là chay hoàn toàn mà mình chủ yếu là về rau củ quả. Rồi, bây giờ Nga sẽ bỏ bún và rốt vào. Rồi, bây giờ Nga cũng bỏ nấm vào luôn. Nga bỏ tất cả các loại nấm vào. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn lên. Và Nga cũng sẽ bỏ các gia vị. Ở đây Nga sẽ cho một chút xíu đường, một muỗng cà phê đường vào thôi, chứ mình không có nhiều, tại vì trong nấm và rau củ thì đã ngọt rồi. Mình chỉ dằn một chút xíu để khi mà mình nêm nếm những cái thành phần kia vào thì nó sẽ quyện với nhau. Kế tiếp nữa là mình sẽ cho một nửa muỗng cà phê bột nêm. Rồi xong, mình sẽ bỏ thêm nước tương vào. Nước tương thì Nga sẽ cho 1, 2, 3, 4, 5. Nga sẽ cho 5 muỗng cà phê nước tương. Còn mình nếm muỗng lớn thì mình sẽ cho chừng 2 muỗng cà phê muỗng mặn cơm của mình được rồi. Rồi Nga trộn cái thành phần này lên ha. Rồi Nga sẽ bỏ rau củ. Trước khi mình bỏ rau củ thì mình cũng tàu hũ thì mình sẽ cắt sao đi. Mình sẽ bỏ rau củ quả vô, rau vô để mình xóc lên. Mình sẽ trộn những này lên. Trộn những thành phần này lên. Và khi nướng thì Nga sẽ bỏ một chút bơ vào cho nó thơm luôn. Xíu tiêu vào cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho một muỗng cà phê dầu ăn vô, 2 muỗng đi, mình cho 2 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi bây giờ Nga sẽ tiến hành ra gói những cái thành phần này vô trong cái phôi, cái miếng thiết á. Còn ở nhà nếu như mình có cái hộp mà đặt cái giống như cái khay mà nướng bánh mà loại mà hình chữ nhật á, thì mình sẽ xách này vô trong đó, mình đặt cái phôi rồi mình gói lại. Còn không có thì mình bắt buộc mình nướng phôi rồi mình quấn gói lại, giống như mình gói xôi mà mình ăn sáng vậy á, mình đi mua xôi á. Nhưng mà Nga thấy nếu mà mình có cái khay mà nướng bánh đó, thì mình sẽ bỏ vô và mình nướng trực tiếp trong đó luôn, nó cũng sẽ ngon. Nhưng mà cái phôi thì nó sẽ giữ cái độ nhiệt độ, khi mà nóng mà mình mới bắt ra lò mà mình chưa ăn gì hết, nó vẫn giữ được cái độ nóng. Rồi lát hồi bây giờ Nga tiến hành gói cái này lại. Rồi Nga lấy cái miếng, bây giờ Nga đã lấy miếng phôi này ra rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt rau củ quả vô. Củ quả và nấm vào.
sắp các thành phần này vô. Hôm trước ngày đi ăn cái món này là người ta làm hấp dẫn lắm, cũng giống vậy. Và bây giờ mình về mình sẽ chế biến lại cái món này. À, cái này chắc nhà chưa ra làm hai cục quá. Tại thành phần này nó hơi bị nhiều. Mình chia làm hai gói đi để cho cái lượng nướng nó sẽ thơm ngon và nó hấp dẫn hơn. Còn mà mình dồn nhiều quá vô một gói á, thì nó sẽ không có hấp dẫn và nó sẽ dễ bị bể ra. Tại cái miếng này, cái bề dài của miếng phôi nó không có dài nhiều, cái bề ngang nó không có dài nhiều nên mình phải chia làm hai. Rồi, cái gói này thì Nga không bỏ trứng, nhưng cái gói kia Nga sẽ bỏ trứng. Wow. À, bây giờ mình sẽ gói nó lại. À, trước khi gói thì bây giờ Nga cho một chút bơ vô thì nó sẽ tạo cái độ thơm cho cái món này. Rồi, mình bỏ tàu hũ vô. Và giờ thì Nga sẽ cho một miếng bơ vào. Đây, Nga dít một miếng bơ vào Nga để vô. Còn nếu mà mình thích muốn ăn phô mai thì mình bỏ phô mai ha. Bây giờ Nga cho bơ vào. Bây giờ Nga tiến hành là gói gói này lại. Mình gói cái gói thứ hai. Mình cũng cho vô như thế này. Rồi mình cũng đặt cái thành phần này vô. Mình cũng cho mọi thứ vô trong như thế này và mình sẽ gói lại cũng giống như gói kia. Mình cũng cho một miếng bơ vào. Để bơ nó tạo ra cái mùi thơm cho cái món này nữa. Hôm đó mình đi ăn người ta không có bỏ bơ nhưng mà mình thấy là miếng miếng ngon hơn thì mình sẽ cho một miếng bơ. Rồi nó sẽ gói nó lại. Phía trên này khi mà cho nó khỏi có chảy nước, nếu mà nó có sôi nó cũng không chảy nước. Rồi mình được cái cục thứ hai. Bây giờ mình chỉnh là cái gói thứ nhất. Cho nó đẹp hơn. Rồi bây giờ mình quấn nó lại như thế này. Mình sẽ quấn lên và mình để vô cái lò nướng. Rồi bây giờ mình sẽ đặt hai cái gói này vào trong lò nướng. Và mình sẽ tiến hành nướng trong vòng 15 phút để nhiệt độ 200 độ C. Và đây là cái lò nướng của Nga. Nga sẽ dặn cho lửa trên và lửa dưới. Đồng thời mình sẽ dặn khoảng tầm cho là 20 phút đi, 15 phút là khi lò nóng, còn 20 phút là khi lò nguội.
rồi nhiệt độ mình sẽ xếp cỡ tầm 200 độ C. Và bây giờ Nga sẽ bỏ hai cái gói đó vào. Cẩn thận với cái lò dễ bị bỏng, do đó khi bỏ vào mình cẩn thận hoặc là mình đeo bao tay là an toàn nhất. Rồi, Nga sẽ bỏ hai cái gói này vào và mình sẽ đậy lại. Trong lúc mà chờ nó chín thì mình sẽ đi làm cái việc khác, mình sẽ nấu những món khác. Và sau khi đã nướng tầm khoảng 20 phút thì bây giờ mình mở cái món này ra. Đồ ăn trong đây nó đã chín rồi. Wow, và mình sẽ dùng cái món này. Rau củ quả mọi cái nó đã chín và mình chỉ việc dùng thôi ha. Rồi đây là chỉ món này, nó chỉ đơn giản là mình sẽ ăn với nước chấm là nước tương. Mình làm nước tương ngọt một chút rồi mình chấm mình ăn. Rồi món này nếu mà mình làm thì cỡ tầm, Nga nghĩ là cũng cỡ tầm khoảng 10 phút thôi. Rau củ quả chuẩn bị cắt hết rồi mình quăng vô tất cả trộn thành phần rồi mình bỏ vô lò rồi mình nướng, thì cái lò nó sẽ canh đến giờ khoảng chừng 20 phút, sau đó mình lấy ra rồi mình dùng. Còn trong những thời gian mà khoảng 20 phút đó thì mình đi làm những món khác, thì nội trong tầm khoảng nửa tiếng là mọi người cũng có sẽ có những cái món ăn, không phải một món mà ít nhất nghĩ là cũng được 3 món 4 món tùy theo cái cách sắp xếp linh hoạt của mình. Rồi Nga làm cái món này là món gọi là hôm mì kỳ, Nga đi ăn Nga thấy người ta ghi là món rau củ quả đúc lò, và mọi người có thể coi và thực hiện.